Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Serai Bắc Tây Nguyên. Thì hôm nay bên em có về được hai loại lan hài cho hoa rất đẹp của khu vực rừng Tây Nguyên. Thì đầu tiên là lan hài vàng đang nụ đây nhé mọi người, để các bác anh chị về đón Tết luôn. Tiếp theo là một cái loại lan hài mới của khu vực rừng Tây Nguyên nhé mọi người. Và loại lan hài này có tên gọi là lan hài hồng, hoặc còn có tên gọi nữa là vệ hài đỏ nhé mọi người. Đây là một cái giống lan cực kỳ quý hiếm luôn, và rất ít các bác anh chị đã từng sở hữu được cái loại hài này nhé. Đó, thì em sẽ quay cụ thể giới thiệu chi tiết cho mọi người luôn. Thì đầu tiên là em giới thiệu với mọi người là cái lan hài hồng này nhé. Đó, cái hài hồng này thì nhìn phía ngoài, cái đặc điểm phía ngoài của nó gần giống như là cái lan hài móc hồng nhé, hay là hài ngọc nữ á. Đó, tuy nhiên là cái phần lá nó mềm hơn. Đó, phần lá nó mềm và nó to tròn hơn cái lan hài móc hồng nhé mọi người. Đó, đây là một cái giống lan đặc hữu của khu vực rừng Tây Nguyên. Cái loại lan hài này á, thì nó được định danh và đặt tên vào năm 1922. Tuy nhiên là cái khoảng thời gian mà được phát hiện ra ở rừng Việt Nam á, thì nó đã rơi vào tầm cỡ năm 1913 tới 1917 rồi nhé mọi người. Cái thời đó thì một số binh sĩ Pháp á, họ đi trong khu vực rừng Lâm Đồng với Khánh Hòa á, thì họ có phát hiện ra. Và sau đó thì loại lan này được định danh đặt tên là hài hồng. Cho cái sau cái cuộc chiến tranh của Việt Nam á, thì lan hài hồng này thì dường như nó đã bị tuyệt chủng ở trong tự nhiên rồi. Thì mãi tới năm 1993 gần đây á, thì người ta mới phát hiện lại nhé mọi người. Và cái số lượng cá thể của cái lan hài hồng này trong tự nhiên hiện tại đang rất là ít. Đó, thì đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng rất là cao. Cái khu vực phân bố của cái lan hài hồng này á, thì nó nằm phân bố ở cái phạm vi rất là hẹp của chỉ một số nơi ở số cái khu vực rừng Lâm Đồng là một nè, rừng Đắk Lắk là hai, và một số ít ở rừng Khánh Hòa nữa nhé mọi người. Đó, nên là các bác anh chị chúng ta muốn sưu tầm cái loại lan đặc hữu hoa cực kỳ đẹp này thì có thể liên hệ em để đặt mua nhé, và chúng ta sưu tầm ít về làm giống. Loại lan hài này thì cho hoa rất là to và đẹp nhé mọi người, cực kỳ lâu tàn luôn. Cái phần cánh của nó là có ba cánh tròn to và màu trắng rất tinh khôi. Phần lưỡi nó màu hồng, lưỡi nó hồng làm nó to phình ra, cùng với đó là có phần mũi màu vàng rất là đẹp luôn. Mọi người có thể lên Google chúng ta search lan hài hồng thì nó sẽ ra nhé. Rồi, và cái loại lan này thì cách chăm sóc thì tương tự như một số loại lan kia thôi. Thì mọi người chúng ta có thể là trồng vào chậu gồm than vụn nè, vỏ thông vụn nè, rồi có thêm ít giớn vụn hoặc mùn cưa nữa càng tốt. Thì có một số nơi thì các bác có thể bỏ thêm cái gốm hoặc là cái đất nung á. Đó, hoặc là đá xây dựng, những cái loại vật liệu mà chuyên trồng cho các loại lan hài á, là được nha. Rồi, thì một phần tầm cỡ 11-12 cây nhé mọi người. Đó, những cái cây nhỏ nhỏ vậy là đa phần là đủ khả năng ra hoa hết rồi. Đó. Rồi, đây là một cái giống lan hài mới của khu vực rừng Tây Nguyên. Thì bình thường bữa trước thì em hay bán một số cái giống lan hài Tây Nguyên, ví dụ như là lan hài hài vàng là một nè, hài táo là hai nè. Đó, hài vân là 3 nè, hài long là 4 nè. Đó, và bữa nay có thêm một cái giống lan hài nữa, và loại lan hài này tên là hài hồng nhé mọi người. Rồi, một phần như vậy thì có giá là 300.000, thì nó tầm được 11-12 cây nhé mọi người. Đó, thì em cũng đã lọc lựa ra hết rồi. Đó, thì các bác anh chị chúng ta chịu khó về chúng ta chăm chút tí nha. Đó, ở trong hàng này thì nó rơi vào mùa khô nên là cây nó hơi khô khô tí. Tuy nhiên là về mọi người chăm thì cây nó hút ẩm vào thì nó sẽ căng tươi lên ngay, sẽ đẹp trở lại nha. Thì hôm nay em chỉ có một số ít phần để cho các bác chúng ta sưu tầm về bảo tồn thôi nha. Giống lan hài hồng là lan cực kỳ hiếm và đặc hữu của rừng Tây Nguyên nha. Rồi, 300.000 một phần ạ. Tiếp theo thì em xin giới thiệu với mọi người một cái loại lan của khu vực rừng Tây Nguyên nữa. Và loại lan này có tên gọi là lan hài vàng nhé mọi người. Và cái đặc biệt của cái đợt lan hài vàng này á, thì là đợt lan hài vàng này thì cây nó đang nụ nhé mọi người. Nên là các bác anh chị về chúng ta mua đợt này về là chăm là có hoa chơi luôn. Đó, không cần phải đợi lâu thì chúng ta đốt ngắn được cái quá trình chăm sóc lan rất là dài. Rồi đây thì một phần thì nó được tầm 3-4 năm nụ vậy á. Đây mọi người xem. Và cái giống lan hài vàng này á, là có lẽ là cái giống lan cho hoa thuộc dạng to nhất trong số các loại lan hài của khu vực rừng Tây Nguyên nhé mọi người. Và hoa cũng rất đẹp luôn, hoa màu vàng và cái phần cánh nó màu hơi trắng trắng á, rất đẹp.
Cái đặc điểm dễ nhận dạng nhất của cái lan hài vàng này là cái phần lá xanh dài nè, dài và khá là dài, cùng với đó là phần gần gốc đây thì nó sẽ tím đó, nó chấm tím rất nhiều đó. Và lan hài này cũng rất dễ trồng, dễ chăm sóc với mọi người, cứ trồng y chang như cái lan hài hồng kia thì mọi người cũng trồng vào giá thể than vụn, dớn vụn, rồi vỏ thông vụn, chúng ta trộn đều với nhau, thêm ít cát nữa, rồi thêm ít phân chuồng nữa là rất là ok luôn. Rồi một phần như vậy thì có giá là 250 nha mọi người, 250 cho một phần lan hài vàng về chúng ta chơi hoa Tết luôn. Không phải đợi lâu nha mọi người. Và lan hài vàng đợt này rất là đẹp nha, cây rất đẹp. Đặc biệt về em cũng tuyển chọn lọc lựa ra rồi, không có cây gãy dập, mọi người yên tâm mua về chăm sóc nha. Đây hàng toàn về không, rất đã. Rồi các phần tương tự như nhau nha mọi người, em chia tương tự như nhau. Rồi các bác anh chị có nhu cầu mua lan hài nào thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề là được nha. Ưu tiên mọi người nhắn tin để em chốt đơn cho nhanh. Khách mua lần đầu mua ít thì em ship code cho, thanh toán lúc nhận hàng thôi, còn nhiều mua nhiều phần 5-6 phần gì trở lên vui lòng chuyển khoản trước giúp em nhé. Với khách mua lần đầu thôi, còn khách mua rồi, khách quen thì cứ nhắn tin gọi điện báo chốt, em gửi đi như mọi khi thôi mọi người. Đó, hôm nay thì có một cái loại lan hài mới là lan hài hồng này, rất đặc biệt nữa, hoa cực kỳ đẹp luôn. Rồi em sẽ để thêm cái hình mặt hoa của cái lan hài hồng và lan hài vàng Tây Nguyên này trên cái hình tiêu đề của video nha, để cho các bác anh chị dễ theo dõi, hoặc mọi người có thể lên Google chúng ta search thêm để chúng ta cùng ngắm lan của, ngắm hoa của những cái loại lan hài này nha. Xin cảm ơn mọi người ạ. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip về lan rừng tiếp theo của kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rá Bắc Tây Nguyên ạ.